Hoàng Sơn nha. Ở đây có tiếp sức mùa thi luôn nha. Cá hành mũi kìa. Còn cái kia là cái mui, cái trên là cái mui. Coi có ngày xưa ông chị nào đi lên đây ông mắc cạn trên đây. Đúng rồi. Anh xuống dưới quay thì chị đợi chứ, cô đợi chứ. Dạ. Cái này là con gà núi. Cái này gà ta nuôi u tịch của rừng núi. Chị này chỉ đi chỉ quải ông Phật heo nè. Rồi cái dốc cuối cùng rồi. Anh đệ tử sư phụ đi sao? Cái này là tiễn không mới được nhiêu nè. Cái này là đòi tiễn không mới được nhiêu đó. Nó trên đó đó cô. Rồi vô bến rồi, gần tới rồi vô bến. Cuối mà. Giác này là tranh giải nhất kỳ nè. Để nó quá lên chứ được bịch. Không có vợ nó quay tới đây. Giải quán quân hả? Giải quán quân luôn. Ôi, tới rồi. Mấy em ơi. Chứ không nhiều. Hiện tại bây giờ là 5:20 rồi nha mọi người. Hiện tại mình đang ở khu vực của chùa Bồng Lai ha. À, đây là cái tượng Phật ở phía trước của chùa Bồng Lai. Phụng Hoàng Sơn nha. À, Đức Long. Nãy giờ mình lại dựng tiếng ngoài hả? Nãy gần 2 giờ mình mới đi. Tiếng 20 phút, mới nãy mình đi 1:50 ha. 2 giờ. 3 giờ. Ngồi nghỉ đi. Ở đây có tiếp sức mùa thi luôn nha. Đi đâu phải người nào mà để lên nó dội đâu. Tại lấy cái chai lên nguyên nó cũng hết rồi. Hả? Để chai lên nguyên này để chai đi. Đá hình mũi kìa. Còn cái kia là cái mui, cái trên là cái mui. Coi có ngày xưa ông chị nào đi lên đây ông mắc cạn trên đây. Đúng rồi. Anh xuống dưới quay thì chị đợi chứ, cô đợi chứ. Dạ thôi. Đi không? Dạ. Xa gì được rồi. Cái này được lỡ hết một miếng ở trên rồi đó. Dạ. Cái mùi ha. Nó đi mấy năm rồi tôi đi vô hướng dẫn nó đi. Nó từng nhắc nó cũng không phải để nó đi giống như mấy lần rồi.
đó giờ cũng đi mấy lần nữa là giờ này mình thấy tối gì chứ chừng ba giờ mấy hả? Dạ. Ba giờ 15 đó. Dạ. Ba giờ 15 đó. Mình là còn nắng nha. Dạ. Mà trời này lội núi khỏe thiệt. Ủa gì chỗ mấy bà con thân tộc không dòng họ không à? Không cho sủa thì quắt đuôi. Ôi, con gà núi. Con gà núi. Chúng có đem con cua đá núi vậy chưa? Chưa. Con gà núi, con gà bự quá, trời mát bự quá. Hồi kia đó con đi cái mùa mưa, hai nhỏ đi bắt cua, hỏi con đi làm gì đó, con đi bắt cua. Hỏi có tiền hết cô, ơ con nó là có cô. Nó bắt được hồi con cua như con cua giang với mình. Em bằng đá hay gì? Không, con cua thiệt. Cua thiệt hả? Con cua giang, con cua giang của mình hồi xưa con biết không? À, ở trên núi thì luôn hả cô? Ờ, nó giống như cua giang mà nó ăn ngon lắm cua, nó nhìn mình không biết. Cua giang như là con cua núi vậy. Cua núi. Nó như cua giang nhỏ nhỏ chứ không có bự mà nó đỏ đỏ vậy đó. Cua giang mình hồi xưa ở dưới ruộng giờ chưa là nó cua này là con gà núi. Cái này gà người ta nuôi mà. Lỡ từ từ đi. Gần tới thì mọi người cái cảnh âm u u tịch của rừng núi. Mình là mình hốt chót nha. Mình đi cuối đoạn luôn. À đây cái chỗ mà mình nghỉ ngơi nè ha. Bây giờ mình sẽ đi lên trên luôn. Các bên rồi đó, tới rồi quý vị ơi. Cái này tới thiệt rồi. Tới rồi, chắc mình tới rồi. Tại vì chị này chỉ đi chỉ quải ông Phật heo nè. Quải luôn Phật của tôi nè. Tại vì đệ tử mà không phải cho sư phụ vậy. Đệ tử ha. Một phòng đó. Rồi rồi, cái dốc cuối cùng rồi. Thôi đệ tử sư phụ đi sao? Ồ, oh, có dây rồi. Cái này là phải trải qua trong gai lắm mới có dây nè. Thôi đi hai chân mà đi bốn chân rồi sao chắc ăn hơn.
cho tôi đuối giò cho tôi không đuối gì chứ. Tôi không ngồi, tôi ba với bốn chân hả? Vậy chứ có ai đuối gì đâu. Giò mỏi cũng chết chứ, chứ ai có ai bị gì đâu. Thôi chẳng cuối rồi. Này 80 nạn rồi quý vị ơi. Bạn Tăng Lê Thẩm 81 nạn, bây giờ tới nạn thứ 80 rồi. Còn nạn cuối cùng nữa là xong. Tỉnh kinh liền. Cái này là tranh giải nhất nhì nha. Nhất nhì ba đó. Nhất nhì ba từ dưới đếm lên. Nãy giờ nói cái này là cuối cùng. Bỏ bỏ hả? Tưởng đâu chặn chót nhưng mà vẫn chưa tới. Chưa. Tới rồi. Cái này là tiễn không mới được nhiêu nè. Cái này là đòi tiễn không mới được nhiêu đó. Còn nhiêu là ta lên nãy giờ 1.5 tiếng mà hồ rồi. Có giờ Trâm ơi. Mô Phật. Chỉ đi hạng nhất từ chót đến đó. Vậy đó là quý lắm rồi đó. Vậy là ngon lành lắm rồi đó. Có vé rồi đó ha. Dạ đó. Đây gấp gáp gì còn gấp nữa mà. Phải không? Bà đó nó là có đứt để ăn chay, ở là có đứt để ăn gánh sẽ gã nước ngoài hay là tiền tỷ tỷ. Ôi dòng có phước thì chay gái gì cũng hưởng chú ơi. Tới đây tới điểm hẹn rồi. Rồi. Tới điểm hẹn nữa rồi. Bồng Lai tiên cảnh ai có rảnh thì đi. Ai mắc nở thì ở lại đây. Ba mẹ. Còn ai mắc nở trần nữa lại mình chơi. Trời quay cái tức vào đó làm tôi ngồi cái. Đây. Bà đang ngồi quay ngay chân bà làm tôi cái này. Mới nãy 2 giờ 3 rồi hồi 4 chân luôn nè. Cái này thì em gái này là siêu mỏng, còn đó là siêu dày đúng không? Ở đây là siêu dày ha. Cái hợp lại nhau là vừa vừa. Trời ơi đi không, mấy ông chỉ gụ đi bước tới hai muốn sụt luôn xuống rồi. Tính ra chị này chứ đi như là giỏi hơn mình á, tại vì trọng lượng chỉ nặng. Bởi vậy? Chứ đi lên được thì là giỏi lắm á. Không mà chị không có giỏi hơn tôi à, bác đi không có tôi. Đừng, nói hồi chị dặn chị lội xuống à. Nói hồi chị dặn chị lội xuống mất công á. Đi ra bước tới 2-3 bước luôn rồi. Chị này giỏi lắm, giỏi rồi đó. Trọng lượng khá nặng mà lên núi nó phải nặng. Quay. Dữ quay. Nó nặng nào nặng, con 7 mấy ký à. Đó, gió mát đó, thấy không? Ồ. 90 ký hả? Trời ơi, bằng 2 chồng tôi luôn rồi. 2 chồng có 100 ký rồi, 90 ký. Tôi nói chơi chứ, đó là không có 80 đâu, 7 ngoài gì.
Thiệt ha. Thiệt rồi đó. Thì nói thiệt ha, người ta nói thiệt là thiệt đó. Nó... Hôm nay nói thiệt, tôi biết. Này nói dốc làm gì? Rồi rồi mình đãi cái cô áo xanh đó ly lên tới đây là mình đi nè. Là vừa đúng luôn. Nè cô, con cho cô cái cây cô quýnh nhỏ đen cho cô. Cô đi lên tới đây là đoạn đi nè. Tôi đợi đi chứ vui. Thôi thôi cô lên tới đây đi đoạn con đi nè. Vui vui con ơi. Cố lên đi con ơi. Lên đây bà mua lần cho coi. Rồi. Không, tại bà lỗi hết nổi rồi. Rồi rồi, chiếc xe kéo rồi nè. Rồi một xe lên. Xe lôi, xe kéo. Rồi rồi rồi, cô ngồi xuống đi đặng đoàn đi. Ai vừa tới giờ mấy quên ơi. Hả? Thiệt gì đó hả? Để chia xe, người ta đợi tới giờ thì phải chạy chứ sao giờ. Xe mới vô bến thì chạy liền hả? Tức rồi, mình quốc đợt nữa hết rồi. Mình đợi khách mà, khách đi mình, đi. Mình đâu có phải cuối cùng không chị? Cuối cùng rồi đó, hết rồi đó. Không lẽ chúng đâu, xe đâu trẻ hơn chút. Mấy hình như mấy cô hậu cặn hình như ở dưới hay gì mà không có mấy người đi đòn á, đi đòn hả, hình như người ta đi hết trơn rồi con. Còn chứ nhiều lắm à. Còn nhóm mình nữa. Ờ nhóm mình rồi. Nhóm em 14 người mà mới có 2 người rồi còn bây giờ lên á. Thôi giờ Quỳnh ơi. Không biết có đi xe không, không biết. Nãy bỏ ông đi chung tôi nè, rồi đi trước hoài hả? À. Rồi bà bị lụ ít. Ông bà bị chị đó nghỉ đi, bà bị tấn là nước văng mới có đi mà bỏ ngoài đợi hoài đó không gặp gì. Mãi nóng con dịch thì bia bây giờ đó. Cái này mà trước giờ dẫn lãnh số là ông chịu trách nhiệm đó. Vô gì mà trước giờ rồi lãnh số. Cũng như là đi khỏi mất dở luôn rồi. Đi gần tới chỗ rồi mới kiếm bà hả? Đoạn đoạn chót này đi toàn là xe kéo với xe đẩy không? Hốt hụi chót. Ôi hên quá, mình hơn được ông cụ chứ. Ông cụ đó mới là cuối cùng á. Còn ở dưới còn người. Vậy là mình chưa phải là người cuối cùng. Ôi. Để bà đó bà dẫn đầu đi luôn, đầu đòn luôn đó hả? Sao nhiều năm vất vả mới lên được lòng chức vị đó đó. Chim bay trên trời đó, tôi thấy con chim dẫn đầu đó là con chim đò đồng chuyển, chim công chuyển. Không, vậy là người bọc đầu, người bọc đít. Đúng rồi. Hợp lý luôn. Tới rồi, này tới thiệt rồi. Chơi mà hoang quá em. Dạ. Đang làm chùa công
trình của chùa. Ta làm gì chị? Không biết cái này xây cái chùa xây ra mà không biết là cái đền gì. Đó, chỗ cái nhà đó là chỗ mình ở đó. À. Lâu lắm rồi không đi không nhớ. Đâu rồi đó? Đâu có mày nữa. Đâu có cỡ nữa. Lỡ sao lỡ đúng mà. Đâu có cá không. Nuôi băng ha. Múc luôn hả? Không, nó nuôi được không nuôi cũng quẹo không coi. Nhưng mà nó lỡ đi chăng nữa, lỡ là dữ lắm. Nó đào cái hố. Tới rồi. Nói trên đó đó con. Ôi giời ơi, tới rồi. Bám được ha. Rồi vô bến rồi, gần tới rồi vô bến. Phút cuối mà. Giác này là tranh giải nhất kỳ nè. Cái quá lên cái được bệnh cho cái. Rồi đi. Được không? Được không? Cuối rồi lên đi mà. Đi mà. Đi lên mà. Trời ơi. Nào cái giò tôi khỏe là tôi lội dữ lắm. Khỏe lội là gai thôi, đừng lội quá. Nè ba đi một tăng lên tới chảnh luôn nè. Chảnh này nó đủ người tôi ca xin ca canh nhất nhì với. Rồi nè. Tôi cũng ca xin kê lên. Nhất nhì á. Chảnh nhất nhì với hả? Tây Ban Nha chảnh tới cuối chảnh với anh canh. Canh tôi hẳn nhất quá. Cái này vận động viên dữ luôn mới cầm được tới giờ này đó. Chứ ta đi xe hết rồi. Bọn lượt thấp này sáng thích gì em quẹt bỏ hết trơn cái thấp ở đây nha. Sáng thích gì cái ta nhóm là ta đi cái ông quay nữa hả? Để quay thấp khác hai chỗ mới nè. Coi chừng quận về lỡ không nổi gặp nữa nè. Làm cổ dặn dặn cổ lỗi xuống bây giờ. Phải ghe lên lo cấp cho hai chồng ông đó luôn nha con. À, xe đẩy đó ha, chiếc xe đẩy đó ha. Chiếc xe kéo nè. Xe kéo đưa lên lo cấp luôn. Đưa lên hai cho nhiều trang á nha. Đưa lên trang giữa, đừng đưa trang bìa. Để tới đây là mấy ông cấp cho. Ở sau cổ ông vợ cái coi quay cái coi. Giải quán quân hả? Giải quán quân luôn. Ôi, tới rồi. Tới rồi. Tới phòng này. Mấy em ơi. Cháu bắt đi cho khỏe rồi ghiết lên trao giải luôn. Xuống núi đây hả? Đường này đi vô hỏi ha. Mới tới đi lên tới đây mới kiếm bả. Để hôm nào dắt mất kia. Kiếm thằng gà mới nhậu rồi mừng. Bồng lai điên dại có ngôi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen. Ở đây người ta bán đủ thứ luôn. Cũng ít chứ không nhiều thôi.
Nó đâu? Nhóc chưa không muốn nói. Anh biết mày nói. Ở đây bên băng ngủ cái gì hết. Ngủ 4-500 người mà. Đây là cái hội trường ha. Mà tối người ta sẽ ngủ ở đây thôi mọi người. Người ta bán đủ thứ. Có để mà người ta hỏi không biết trả lời, đâu có biết đâu sắp tiếp. Bây giờ tối nay trang vô ngủ đi. Có ai nghe không? Cái hiếp nhiều quá rồi. Ôi chứ đây có tầng dưới nữa hả? Có thấy ai không? Không có chống chống. Không có chống chống hả? Ấm lên. Ê ông Út không dành cho. Ê chùa. Hiện tại bây giờ là 5:20 rồi nha mọi người. Hiện tại mình đang ở khu vực của chùa Bồng Lai ha. À, đây là cái tượng Phật ở phía trước của chùa Bồng Lai này. À, đây là cái khung cảnh buổi sáng ở chùa Bồng Lai đây. Ở đây là cái khung cảnh buổi sáng của chùa Bồng Lai ha. Thì ở phía trước mọi người, người ta đang thuyết trình ha. Đây là đoàn khác nên mình không tiện quay ha. Ở phía trước của chùa Bồng Lai thì buổi sáng người ta có bán đồ ăn vặt rất là nhiều ha. Đoạn sáng nha. Bây giờ sẽ đi vô chùa mình quay ha. Đây là chánh điện. Phật quang phổ chiếu. Phật quang phổ chiếu. Đây là các ngôi thờ ở bên trong. Đức Phật Tây Phương Tam Thánh nha. Bên trên đây thì thờ Đức Phật Thích Ca. Chư vị hộ pháp. Thì cái ngôi chánh điện của chùa này cũng rất là đơn giản. Ở phía chánh điện thì thờ Phật. Đối diện là thờ hậu pháp. Hai bên thì hờ ngày Địa Tạng và Duy Trì Phật Mẫu. Thì thờ này là của ngày Duy Trì Phật Mẫu. Xung quanh thì Phật A Di Đà. Thank you.
cái khuôn viên của cái ngôi chùa này cũng rất là nhỏ ha mọi người. Cái chánh điện thì người ta thờ chỉ đơn giản vậy thôi, thờ Phật và chư vị hộ pháp. Hai bên thì có nơi thờ của ngài Địa Tạng Vương, và bên kia thì của ngài Di Trì Phật Mẫu. Như vậy là xong. Đợt này mình lên trên núi, trên chùa Bồng Lai này thì hiện tại ở đây có 3 đoàn ha. Có một đoàn bên Đồng Tháp thì rất là đông. Đoàn đó đang thuyết trình ha, thuyết pháp. Đoàn của mình thì lên núi này chắc khoảng chừng 100 người quá. Có một số ít họ ở dưới chân núi chứ không có lên. Thì hành trình sáng nay của đoàn mình sẽ đi cấp nhất ha mọi người. Cấp nhất là cái đỉnh của núi Cô Tô luôn. Giờ này trời cũng rạng sáng rồi, hừng sáng rồi. Đợi trời sáng thì đoàn mình sẽ di chuyển lên núi cấp, lên đỉnh cấp nhất. Lên cấp nhất ha. Gần sáng thì đoàn mình sẽ di chuyển lên cấp nhất. Chút xíu đây rồi chụp đám cà già đi. Có cục chim nào đâu mà sống tới bây giờ mình lên hương, lên hương có đất là ngon. Nạp năng lượng vô đi Thiên Quỳnh, đi mình đi, mình đi hồi mình có quay trở lại không? Trở lại à, trở lại ha. À, quyết định đi. Còn cái mà đi luôn á thì chưa được. Còn bạn bị ở đà bà mà sẽ đi luôn. Nói chuyện nghe thấy ghê không? Vừa vừa đó nghe. Hồi tối, hồi tối là mình ngủ ở dưới này nè mọi người. Ở dưới cũng có một cái chỗ ngủ nha. Nghĩa là ở trên đó là nơi thờ ngài Quán Âm Bồ Tát nha. Nơi để cho mọi người thờ cúng. Thì ở phía dưới có cái tầng. Có quay trở lại. Có quay trở lại. Cô có đi luôn không? Đợi luôn không? Phía sau này là cái quán nha. Và phía sau nữa thì là nơi người ta đi vệ sinh. Cái chùa nè. Khi nào đoàn đi mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem nữa nha. Hiện tại bây giờ đoàn mình đang đợi sáng mọi người. Sau khi mình lội lên cấp nhất rồi mình sẽ quay trở lại đây để đi bên dầu hội và sân tiên, rồi sau đó mới xuống núi. Rồi khi nào đến địa điểm mới mình sẽ quay cho mọi người xem nữa nha. Rồi mọi người, hiện tại đoàn mình đang di chuyển nha. Ở đây là từ ngôi chùa mình đi lại thì có một cái quán ha. Từ cái quán phía sau này là chỗ người ta đi vệ sinh. Rồi sau khi đi vệ sinh cái khu vực thì đi vệ sinh là phía sau này ha. Ủa? Sao lúc nãy trong kia anh không la làng cho người ta đi? Ông đi mình lên vậy? Sao nãy ông không la làng cho người ta đi? La làng sao là không dám? La làng thì không dám. Bị gì ở đẳng đang nói đạo. Chị nói đạo. Thành ra tao nói đạo mà mình kêu mà nó kỳ lắm. Thấy đòn của mình còn ở ngoài kia nhấc chân nè. Bước là đẳng rồi, để bước là đẳng rồi. Bộ ta không biết ta không hay hay gì, không thấy ai đi chứ không biết. Nói đạo của chú Sáu Minh á. Đó mà mạnh đi thằng ở đó mà còn đỡ. Đây nè. Hay tại cái bao này nặng hả? Tại cái bao này nặng chứ.
đỡ hơi chuột. Không đi mặt lên. Không có, bây giờ nếu mà ở cúng chùa là nghỉ đi luôn đó. Vậy hả? Tới 6 giờ mấy 7 giờ là 6 giờ mấy 7 giờ rồi sắp sửa xuống. Rồi trời ơi, đi không đi nổi. Rồi. Ủa mấy anh này ông cãi ông. Ủa? Đồng mình nhớ lên đây đông lắm mà sao còn có nhiêu ta? Ở thằng bẳng á. Mấy người đó không nghe, đang nghe pháp không đi hay gì hay là ta nói đợi băng đó pháp rồi. À là đồng không có đi hết ha. Chị thấy lên nhiều lắm rồi. Dạ. Thôi chị ngân hồi mình cũng đã lên đây cũng gặp họ nữa chứ gì. Dạ. Rồi, tại giờ này cũng trời cũng hơi sáng nha. Chưa sáng hung ha. Nhưng mà gì đi núi thì nó mới mát ha mọi người. Đoạn của mình được vài một cái tớp nho nhỏ. Nhiều đi nhiều. Còn mấy vị kia thì nhiều khi người ta ngủ cái chăn chỗ thuyết trình đó mọi người. Thì giờ này đoàn bên kia người ta cũng đang thuyết trình. Ngày sẵn tiện người ta đang nghe pháp người ta không đi được ha. Suối. À, đây là lần đầu tiên mình đi cấp nhất luôn. Hồi đó giờ mình chỉ lên một lai, sau đó rồi quay lại chỗ vô hội, rồi tới sân tiên ha. Còn cái cấp nhất này thì lần đầu tiên mới đi ha. Mình đi thử để quay cho mọi người xem nó như thế nào ha. Nghe nói cấp nhất là cái đỉnh của núi Tà Lơn. Ở trên mình nhìn xuống nè mọi người. Làm cầu hay gì chú? Cái cầu nó gãy rồi chú ơi. Dạ. Thì là con cho 2-3 xi măng đó. Dạ. Ở đây có suối nè, có ông chú nè. Cầu này nó gãy rồi, ông chú đang làm lại. Trời này thì cũng hơi tối mọi người, tại vì đá rồi nè kia ở đây nó cũng kiểu đóng gông á, thì cái nó cũng hơi tối. Có thể mình quay vô bà con sẽ coi không rõ. Tại sáng xíu thì chắc sẽ rõ hơn. Nhưng mình đi, mình quay đấy cho bà con thấy được cái hành trình là đi như vậy thôi. Thì có thể sáng mình mới thấy được cái khung cảnh ha. Ở trên đây thì người ta cũng có nhà lai gai ha. Và cái đường nó cũng dễ đi ha. Nó có đá tảng cho mình đi hết nè. Cao nhưng mà cũng dễ đi. Hằng sáng lội như vậy thì mệt thì khỏe lắm. Hằng sáng lội thì khỏe lắm. Cũng còn mấy người nghe pháp á. Không có, cái dân của mình lọt lội đi nè. Có, đi lay gai lên kìa. Che ở đây mà sao mình thấy sạch sẽ như ta. Tối của bà con cô bác không nhìn rõ ha. Mình thấy cái đường này cũng sạch sẽ quá vậy.
Ôi ơi, cái đường mà người ta làm nè mọi người, cái đường này đường xe ha, cũng có xe người ta chạy lên cấp nhất luôn. Ồ, ra đây sáng à. Mình đi nãy giờ mình đi từ trong chùa, mình đi thẳng lại phía sau luôn, mình đi ngược lên trên đây ha. Còn cái đường này là đường xe. Đường mình đi đây. Ôi, ở phía trên này hừng sáng nhìn xuống phong cảnh rất là đẹp nghe mọi người. Bây giờ 5 giờ 45 ha. Còn rất là sớm luôn. Đoàn 150 người đi lên đây chừng có 100. Bây giờ đi lên đây thôi. Đoàn 150 người mà đi tiễn nè. Đây là đội tiễn. Ồ, khổ hoa. Khổ qua núi. Im ha. Đây có cái tượng chùa Phước Sơn, có tượng Đức Quán Âm đầu tiên. Có con này nữa nè. Ừ. Mình đâu còn lo sợ gì nữa đâu. Quen quá hả? Cái này là đội tiễn hôm qua nè. À, cái đội này là như đội tiễn hôm qua hay gì tơi. Đây cũng nhà nhất chân ha. Dạ. Cô bác nó quẹo qua đây để lại nha. Cái nhà đấy bà.